chúa đang tạo ra một huyền thoại cần một chút tín ngưỡng để cho mọi người có một người tâm phúc thêm vài con quỷ ăn thịt người nữa để cho những người to lớn chiến đấu thêm chút tình yêu thêm chút hận nổi loạn cùng với xung động cuối cùng lại nhét vào một nhân vật chính nghe nhiều nên thuộc tính cách phải có một chút âm u nếu không không có ý nghĩa Có. nhiều quá vì thế ở bên đường London trong một cái hẻm nhỏ, chát ló mang theo một cái đầu chậm rãi đi ra bóng tối, máu loãng theo xương sống nhỏ trên mặt đất, tí tách, tí tách. Tốt, bây giờ kẻ giết người đã được giải quyết. Vấn đề nan giải tiếp theo là chứng minh hung thủ là hung thủ. Chương 1 lão dắt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hãy nhớ tên miền. Ngôi nhà vàng đại ác ma hôm chương một. Lão dắt hôm nay dắt có hai việc phải làm thứ nhất, hắn phải đi nộp tiền nước. Điều thứ hai, hắn phải đi giết người. Hắn có chút trì hoãn chứng, luôn thích đem chuyện khó khăn kéo tới cuối cùng. Cho nên hắn chuẩn bị trước đem người kia cho giết. 6 giờ sáng. Thánh lịch năm 288. Luân Đôn. Sáng sớm kỳ thật cùng hoàng hôn cũng không kém lắm, tầm nhìn cũng không được tốt lắm, Berlin trên đỉnh đầu chế tạo khí cầu giống như cự kình lười biến bay lấy, che chắn vốn là không nhiều lắm ánh mặt trời, toàn bộ thành thị giống như là bị bao vây ở từ trên trời giáng xuống cho bụi bên trong. Nhưng là rất thần kỳ chính là, ngẩng đầu lên, vẫn như cũ có thể nhìn thấy xa xa ống khói lớn không ngừng hướng ra phun khói đặc. Những ống khói này giống như một lá cờ, thể hiện quyền lợi và sự giàu có vô thượng của đế quốc. Sau khi cánh cửa địa ngục mở ra, những ống khói này phun ra nuốt vào càng thêm chịu khó. Theo lời của báo chí, nếu như nhà máy không tăng cường công tác vậy chi tiêu tài chính làm sao bây giờ quân đội ai sẽ nuôi vũ khí ai sẽ chế tạo những kia từ trong cửa chạy ra ác ma ai sẽ xử lý nói đường hoàng kỳ thật ngay cả lão dắt loại người chưa từng đọc sách này cũng biết những ống khói kia phun ra đều là mồ hôi nước mắt của người nghèo khổ về phần tiền thì đều tiến vào hầu bao của nhà tư bản à lúc này nhà tư bản cái từ này còn không có phổ cập ra cho nên lão dắt thói quen dùng cái khác một ít từ đi xưng hô bọn họ. Ví dụ, những người không có mông. Đường Hương Lan trong nội thành, cách sông thêm khoảng 2 km là một con phố nhỏ. Đi tới đây, mất 3 giờ lão dắt, hiện tại sương sớm đã tan kém không nhiều lắm. Phóng mắt nhìn lại, hắn có thể nhìn thấy đầy đất không phải rất mới mẻ phân trâu, bên đường mấy tháng cũng không có người dọn dẹp thùng rác, cống thoát nước hướng ra bốc lên cuồn cuộn hơi nước, hai con chuột theo một con mèo hoang trước mặt chạy qua, con mèo kia chỉ là lười biến ngáp một cái. Mà ở cuối đường phố, là một cửa hàng tạp hóa, cho dù là sương mù tan, cửa hàng kia vẫn như cũ ẩn giấu ở chung quanh vách tường trong bóng tối. Tất cả những điều này cho thấy đây là một nơi tốt để giết người. Giác hạnh phúc. Hắn bước qua phân trâu trên mặt đất, đi tới cửa tiệm tạp hóa kia, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chào buổi sáng, anh ta chào một ông chủ bụng bự phía sau quầy. Ông chủ kia cầm một tờ báo, ánh mắt từ phía trên tờ báo nhìn lại, không đáp lời, hơn nửa thoạt nhìn hung dữ, rất không thân thiện. Lão dắt nhìn cặp mắt rõ ràng sơ gan phủ kín tơ máu kia, còn có bụng bia đặc biệt nổi bật, xác định người này chính là người hôm nay muốn giết. Xin hỏi, nơi này có dao gọt hoa quả không? Hắn hỏi. Bên kia. Ông chủ tức giận dùng ánh mắt chỉ về một hướng. Cám ơn. Giác nói cám ơn xong, đi tới, chọn một cái coi như là tiện tay, liền trở về quầy. Bảy xu. Ông chủ tiếp tục dùng giọng điệu không thân thiện đó nói. Giác nghĩ, với cái tính khí không được người ta ưa thích này, có người muốn mua mạng cậu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đương nhiên, người này rốt cuộc trêu chọc ai, hắn không muốn đi quản, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng làm xong vé này, sau đó đi nộp tiền nước. Xin hỏi, Phụ cận có cục cảnh sát sau, hắn đem một xi linh móc ra đặt lên bàn hỏi: "Không có. Vậy nơi này bình thường khách nhân cỡ nào? Trên đường cũng không có ai, khách ở đâu ra? Ông chủ tức giận lầm bầm, xoay người đi tìm tiền lẻ. Dắt yên tâm gật đầu, sau đó cầm lấy dao, rất thuận lợi liền oán hận vào trong cổ đối phương. Có đôi khi lão dắt luôn tự hỏi, vì sao nhân loại yếu ớt như vậy? một thanh đao có thể giết chết lại có thể thống trị toàn bộ thế giới mà những ác ma kia rõ ràng từng cái đều rất là cường đại nhưng là địa ngục chi môn mở ra hai trăm năm lại như cũ bị nhân loại ngăn ở năm cực đại lục bên trên liền rơi eo biển đều nhảy không qua chẳng lẽ thật sự là bởi vì những chiến xa hơi nước dựa vào đun nước sôi mới có thể động đậy hoặc là là bởi vì những người khế ước cùng ác ma khế sinh ra quan hệ cộng sinh tùy tiện chính mình chỉ là một cái không có danh tiếng sát thủ, bình thường tiếp nhận danh sách, lưu manh cuộc sống, nói không chừng ngày nào đó liền làm không nổi, chết đói ở nhà mình, trên chiến trường sự tình, hắn căn bản không có tâm tư đi quản. Đầu năm nay, không ai dễ dàng cả. Bất quá cũng may, hôm nay công việc này còn rất dễ dàng, đau rất sắc bén, dễ dàng liền đâm vào cổ đối phương, sau đó xé mở phần cổ cơ bắp, thẳng đến cổ họng, nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem toàn bộ khí quản cắt ra. Nhìn vị lão bản này dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chầm chầm chính mình, ông cổ ngã xuống, giống như là một con dòi mập phì phì vặn vẹo trên mặt đất, dắt bất đắc dĩ thở dài, xoay người lại, đem biển số nhà chuyển tới một mặt của cơ lô, kéo rèm cửa lại, thuận tay khóa trái cửa. Béo như vậy, lát nữa mang ra ngoài, phải phí bao nhiêu sức. Cũng may, con phố này hiện tại không có người, 10 phút nữa, hẳn là có thể mang đến cống thoát nước đi đang suy nghĩ. đột nhiên, dắt lại có loại dự cảm không tốt lắm, bởi vì hắn nhìn thấy người trên mặt đất đang che cổ họng của mình, bởi vì dùng sức quá mạnh, ngón tay đều lâm vào trong miệng vết thương, cái kia thô to ngón tay ngay tại cái kia đỏ tươi khe hở chọc a chọc a. À. sẽ không. lời còn chưa dứt, dự cảm của hắn đã trở thành sự thật, vị lão bản này thành công chọc thủng động mạch của mình. mập mạp thường bị cao huyết áp, mà người bị cao huyết áp mạch máu đều giòn. Trong nháy mắt, máu tươi hung ác từ trong miệng vết thương phun ra, giống như là một đài phun nước loại nhỏ, nhè răng chạy thẳng lên trần nhà, sau đó bị đụng nát thành từng mảng lớn bọt máu, văng lập bột trên mặt đất. Mọi người đều biết, giết người kỳ thật là kiện chuyện rất đơn giản, nhưng là nếu thi thể khắp nơi phun máu, vậy thanh lý lên có thể phiền chết. Cái này cùng nấu cơm rất dễ dàng, nhưng rửa bát lại rất phiền phức là một đạo lý cho nên lão dắt vào giờ khắc này cả người đều chán chường. Hắn dựa vào cửa, thống khổ xoa đầu, trong lòng lần nữa nảy sinh ý niệm nhanh chóng về hưu. Vậy phải làm sao đây? Mà ngay khi hắn thống khổ vạn phần. Rèn rèn rèn. Một loạt chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lão dắt sửng sốt, theo thanh âm đi tìm, rốt cục, hắn ở quầy một đống báo phía dưới, tìm được điện thoại. Rất tiêu chuẩn Scotland thanh niên Á, beo điện thoại, ở thời đại này coi như là phổ cập nhưng là cũng không rẻ hắn nhìn trước mắt không ngừng phát ra tạp âm điện thoại do dự không nên đi tiếp trong lòng nhiều lần cân nhắc về sau hắn quyết định vẫn là trước tiếp nhận dù là không nói lời nào nghe một chút đối phương là người nào cũng tốt cho nên anh đặt micro vào tai trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông rất rõ ràng xin lỗi đã quấy rầy ngài nhưng tôi muốn xác nhận ngài giết xong chưa? Dắt chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình trống rỗng trong nháy mắt, sau đó một cổ cảm giác hoang đường hơn nữa rất tà tính bò lên óc. Ba. Anh tắt mic lại. Nói thật, hắn có chút mơ hồ. Tình huống gì? Người đàn ông trên điện thoại đang nói, Dắt phải không? Là đang nói chuyện với ta sao? Nhưng đối phương làm sao biết ta ở đây? Còn nữa, câu dết xong trong miệng hắn là có ý gì? đang nghi hoặc đâu rồi, đột nhiên, hắn nghe được đông 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 một trận tiếng gõ cửa. Lão dắt lập tức quay đầu, làm sát thủ hơn 30 năm, vào giờ khắc này, hắn dĩ nhiên rất khác thường ngừng thở. Sẽ là ai ở bên ngoài? Hắn suy nghĩ, theo bản năng bắt đầu may mắn chính mình vừa rồi khóa trái cửa. Hắn là khách nhân đi ngang qua, chỉ cần không lên tiếng, đối phương sẽ thức thời cút đi. Nhưng mà... Suy nghĩ chưa dứt. Xoẹt. 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 Cái khóa kia lại phát ra vài tiếng vang nhỏ. Tiếp theo. Tay nắm cửa chậm rãi chuyển động. Ngay sau đó, bị đẩy ra như vậy. Ngoài cửa, đứng một vị mặc áo gió nam nhân, rất cao, nhưng là cũng rất gầy, khoảng 30 tuổi, rất điển hình yên lân gương mặt, chính là mũi có chút cao thẳng, lộ ra toàn bộ ngũ quan quá mức lập thể chút ánh mặt trời xám xịt từ bên cạnh thân thể hắn chiếu vào, đem máu tanh đầy phòng biệt kín một tầng màu vàng tà dị. Người nọ liếc xuống suối phun huyết tương còn chưa ngừng nghỉ trước mắt, không có biểu hiện ra bất kỳ kinh hoảng nào, ngược lại bừng tỉnh đại ngộ thở phào nhẹ nhõm. Hô! Ta nói sao, ở bên ngoài đợi ước chừng 5 phút cũng không thấy ngươi đi ra, còn tưởng rằng ngươi thất thủ đâu rồi, nguyên lai là động mạch bị rách a, à? không sao cả, dù sao ngươi giết xong là tốt rồi, như vậy cũng coi như là nhân tang cũng lấy được. Người nọ nói xong, đem tầm mắt hướng về một bên lão dắt, thấy người sau vẻ mặt mơ hồ, liền tiện tay tháo xuống mũ dạ cũ đặt ở trước ngực, có chút lười nhát hơi cúi người. À, quên tự giới thiệu, tại hạ xe lóc hôm, là một thám tử. Chương không hai Thời gian không chờ người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng đại ác ma hôm chương 2 Thời gian không đợi người địa ngục chi môn mở ra về sau, nhân loại ít có biểu hiện ra đoàn kết cái này một thuộc tính, trên thế giới lại không quốc gia chi phân, thống nhất xưng là đế quốc. Còn London, đây là một trong số ít những thành phố còn giữ được tên gọi ban đầu. Đương nhiên, nó cũng giữ lại sắc thái xám xịt cả ngày sẽ không tản đi. Giữa trưa, nơi này cơ hồ chưa bao giờ tồn tại diễm dương. Toàn bộ lòng đất của thành phố đều đã bị vét sạch, dùng để xây dựng những đường ống hơi nước và lò đốt khổng lồ kia, một đám người điên học viện cơ khí Đức cao vọng trọng đào xuyên qua sông thêm, đem nước sông không ngừng chảy vào sâu trong lòng đất, sau đó ngày đêm nấu nướng đốt cháy, mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn tấn hơi nước bị thải ra bầu trời, lại hóa thành mưa mang tính axit rơi xuống. Dùng cái kia đám lấy nhà khoa học danh tiếng lão gia hỏa mà nói, đây xem như tuần hoàn lợi dụng, cho nên vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ có đốt không ra hơi nước ngày đó. Tất nhiên họ không nói gì về số lượng cây cối ngày càng ít bất quá thì dân nhóm sẽ không quản những thứ này bọn họ chỉ biết là nơi này là luân đôn có toàn thế giới to lớn nhất cũng là tiên tiến nhất hơi nước lò luyện toàn bộ thành thị đều bị máy móc đường ống bao bọc lấy hơi nước chính là sức sản xuất đây không thể nghi ngờ là một loại kiêu ngạo nếu không khí trong lành hơn thì càng tốt mà lúc này chát ló liền đi xuyên qua tòa này cơ giới chi đô bên trong Hắn ngồi trên một chiếc xe ngựa giá rẻ gọi là dừng, một cây số chỉ cần 5 xu, bên chân đặt một cái vali khổng lồ cao bằng nửa người, khiến không gian vốn đã không rộng rãi càng thêm chật chội không chịu nổi, ngoài cửa sổ xe tiếng ồn ào, thường thường truyền đến tiếng nổ vang hoạt động của nhà xưởng cùng với tiếng chuông giáo đường xa xa. Kỳ thật có đôi khi, hắn thật sự là không hiểu được suy nghĩ của mọi người. Ví dụ, rõ ràng những tạo vật máy móc này ngày càng công kềnh, hiệu suất ngày càng thấp, nhưng mọi người vẫn ôm niềm tin vô tận vào chúng tin rằng đun sôi nước cuối cùng có thể cứu vớt thế giới này tỉ như rõ ràng biết bất luận kêu to như thế nào con đường này đều không thể thông suốt nhưng cơ hội tất cả mọi người đều đang thúc giục xe trước mặt đi nhanh lên tỉ như rõ ràng vị kia gọi giác đại thúc rất rõ ràng thân là một gã sát thủ là khẳng định không có chết già nhưng là chính mình muốn bắt hắn lúc hắn lại như củ quái khiếu vung lên đau liền đâm tới chắc ló nghèo muốn chết, hắn chỉ muốn bắt vài tên sát nhân, sau đó kiếm chút tiền, hắn có gì sai. Nhưng lão dắt lại một chút cũng không phối hợp, còn dùng như vậy thô bạo hành vi đối đại hắn, lúc ấy chắc ló sợ hãi, theo bản năng liền đem dao nhỏ đoạt lại, sau đó ngay cả lưỡi mang chui toàn bộ đổi tiếng đối phương trong thắt lưng. Ừm. Cũng may nhân loại có hai cái thắt lưng, đổi vỡ một cái cũng có thể sống. Ít nhất có thể sống một thời gian cho nên để tiết kiệm thời gian đến cục cảnh sát, chắc ló đã gọi một chiếc xe ngựa, điều này cũng tránh cho phạm nhân bị sốc mất máu, hoặc là đau đến chết. Hắn vẫn luôn tri kỷ như vậy, cho dù là đối đãi với tội phạm giết người cũng vậy. Hai giờ rưỡi chiều, xe ngựa dừng ở cửa chính Scotland Yard. Scotland Yard kỳ thật chính là sở cảnh sát Luân Đôn thay thế xưng hô, về phần vì sao có xưng hô như vậy, chắc ló không biết, hắn cũng không quan tâm hắn chỉ là mang theo cái kia to lớn vali đi xuống xe ngựa. Khi trả tiền, tầm mắt của người đánh xe ngựa không thể tránh khỏi lần nữa đánh giá cái rương này. Bởi vì nó thật sự là quá lớn, cũng không biết bên trong đều chứa thứ gì, căn phòng, trọng lượng cơ hồ muốn đem gỗ cây tay nắm chặt đứt, nhưng trước mắt khách nhân mang theo, lại nhìn không ra một chút xíu cố hết sức dáng vẻ. Tiên sinh Tiên sinh Ồ, phu xe tỉnh táo lại. Ngại quá, tổng cộng 25 xu. Cho dù lại tiện nghi tiền xe, tại lộ trình tích lũy dưới, cũng biến thành một khoản không nhỏ chi tiêu, chắc ló đau lòng lấy ra mấy đồng tiền xu đưa qua. Nguyện Thánh quan phù hộ ngươi. Sa phu nhận tiền, theo thói quen nói. Thánh quan cũng không có thời gian rảnh rỗi phù hộ ta. Chắc ló hữu khí vô lực đáp lại, sau đó cũng không quản vẻ mặt kinh ngạc của phu xe ngựa, trực tiếp đi về phía phòng cảnh sát bóng lưng cao gầy kia cùng cái rương trong tay mang theo hình ảnh cực kỳ không thích hợp phu xe kinh ngạc nhìn có như vậy trong nháy mắt hắn cảm thấy mình hoa mắt bởi vì hắn tự hồ thấy được trong rương kia có thứ gì đó gian nan vặn vẹo một chút tiến vào sở cảnh sát nơi này huyên náo ồn ào so với trên đường phố càng sâu sau sự kiện ác ma xâm lấn lần thứ hai trị an luân đôn vẫn không được tốt lắm hung sát trộm cắp cướp bóc chung quanh liên tục phát sinh có thể là các thị dân cảm thấy cho dù là mình an phận thủ thường, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ bị ác ma loại nhỏ chui ra từ khe nước hư không cắn chết ở đầu đường, dứt khoát sẽ có thù báo thù, có oán báo oán. Hỗn đảng, tránh ra. Trong đám người truyền đến một trận quát mắng, ngay sau đó một người đầy mùi rượu kẻ lang thang liền nhiên ngã lão đảo lao ra khỏi đám người, hai tay hắn bị xiềng xích khóa lại, rõ ràng là phạm tội. Đồng thời, vị nhân huynh này cũng khẳng định uống quá nhiều, bằng không cũng sẽ không vọng tưởng dựa vào một thân thịt mở liền lao ra khỏi cục cảnh sát. Quả nhiên, dây tiếp theo một gã cảnh sát liền trực tiếp đem hắn bổ nhào, trong tay côn cảnh sát hung ác đâm vào say hắn dưới nách, nương theo một trận tiếng điện lưu, phạm nhân kia cả người co quắp, trong không khí nhiều hơn một cổ nước tiểu tao vị. Loại tình hình này cũng đã xem như thái độ bình thường của Scotland tràn, nhân viên cảnh sát xung quanh hoàn toàn lơ đỉnh, còn mượn cơ hội dùng gậy cảnh sát trong tay oán hận phạm nhân bên cạnh ý bảo thành thật một chút, bằng không cũng cho ngươi một chút. Thật con mẹ nó xui xẻo. Đánh ngã người say rượu cảnh sát đứng dậy, run rẩy đồng phục dính nước tiểu vết, thấy đứng bên cạnh một vị ăn mặc còn được cho là người, theo bản năng oán giận nói. Xin lỗi tiên sinh, gần đây phạm nhân đều không phải rất nghe lời. Nhưng mới vừa nói được một nửa, liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy trên tay đối phương mang theo một cái vali thật lớn hắn rõ ràng là biết cái rương kia, bởi vì ánh mắt không thể khống chế hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng vẫn ông một tia tâm lý may mắn ngẩng đầu lên. Theo tầm mắt dời lên, hắn cũng thấy được mặt đối phương, cùng với ánh mắt phản phất vĩnh viễn cũng ngủ không tỉnh kia. Giờ khắc này, sắc mặt hung thần ác sát vừa rồi của phạm nhân trong nháy mắt trở nên thập phần nhu thuận. Hạ! Hạ là khắc tiên sinh. Âm thanh không lớn, chỉ là tiếng rì rầm nhẹ nhàng trong cổ họng nhưng ngay tại cái tên này bay ra trong nháy mắt, chung quanh ồn ào thoáng cái nín thở rất nhiều, tiện đà bá bá, vô số ánh mắt tất cả đều ném tới, trong đó còn mơ hồ xen lẫn chút ít hít vào khí lạnh âm thanh. Chắc ló không để ý người chung quanh khác thường, hoặc là nói hắn đã sớm thói quen, chỉ là nhập nhèm nhìn về trước mặt nhu thuận cảnh sát, đem trong tay cái rương lớn phía trước đưa ra nói. À, một tên tội phạm giết người, trực tiếp bị bắt tại hiện trường vụ án, hình như là giác hoặc là Michael, tóm lại các người đi điều tra vụ án sẽ biết. Hắn làm như không có việc gì nói, thấy đối phương không dám nhận, dứt khoát liền buông tay. Phốc ngã. Một tiếng. Cái rương nặng nề nện trên mặt đất, giống như là một đống thịt heo mập đổ nước, một ít máu từ chỗ nối liền da thuộc đáy rương bắn tung tóe ra, sợ tới mức người phụ cận không hẹn mà cùng trốn về phía sau vài bước. Giám đốc Lestra có trong văn phòng không? Ông ta hỏi tiếp cảnh sát trước mặt cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu. Xe lóc. Cảm ơn. Nếu đã bắt được một tên tội phạm, hắn tự nhiên phải đi cùng cục trưởng nói chuyện treo giải thưởng sự tình nhi. Kỳ thật theo lý thuyết, nếu là những người khác bắt được tội phạm, căn bản không cần phiền toái cục trưởng như vậy hưng sư động chúng, tìm cảnh vụ xử tùy tiện đăng ký một chút thì tốt rồi, chỉ có chắc ló là cái ngoại lệ. Hắn đi ra ngoài đám người, xung quanh tự nhiên nhường ra một con đường đột nhiên một cảnh sát dường như nhớ ra điều gì đó vội vàng hô xe lóc tiên sinh xin xin dừng bước hả anh quay đầu lại người nọ lấy can đảm không để cho ánh mắt của mình có chỗ né tránh nghiêm nghị nói cục trưởng hiện tại đang tiếp đãi khách nhân rất quan trọng ngài tốt nhất trước đừng đi quấy rầy hắn khách rất quan trọng chắc ló như có điều suy nghĩ. Được, ta đi phòng khách chờ hắn trước. Xuyên qua đám người yên tĩnh, vượt qua một cái hành lang không người, tiến vào thang máy. Tuy rằng trong tên có điện cái từ này, nhưng là phương thức vận hành cơ bản vẫn là dựa vào hơi nước, không có biện pháp, cho dù điện lực dù thế nào thời thượng, cuối cùng vẫn là phạm vi áp dụng quá chật hẹp, chỉ có thể trở thành một loại thời đại vật làm nền, giống như là trên chiến trường những kia ý đồ dùng súng pháo đến chống đỡ ác ma phái bảo thủ lão binh đồng dạng. Ca. Bật lửa phát ra một tiếng vang nhẹ, ngọn lửa suy nhược trung chảy ghé sát vào thuốc lá, làm như e ngại, lại không dám né tránh. Đúng lúc này. Chờ một chút. Hành lang truyền đến một tiếng hô nhẹ, một nữ nhân bước nhanh về phía thang máy bên này đi tới, thoạt nhìn khoảng 25 tuổi, mặc một thân có chút kỳ quái nữ tu sĩ trang phục, không có vướng víu váy dài cùng khăn trùm đầu, ngược lại, tất cả đều đổi thành thích hợp hoạt động tố thân kiểu dáng. Chắc ló thật dài thở ra một hơi thuốc, đem toàn bộ khuôn mặt đều cuốn ở trong sương mù. Hắn không bấm nút thang máy. Tùy ý cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Thời gian không chờ đợi ai, quý cô xinh đẹp. Chương 03 Một trinh thám Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hãy nhớ tên miền. Ngôi nhà vàng đại ác ma Sherlock hôm chương 3 một thám tử sở cảnh sát London, tầng 5, văn phòng cảnh sát trưởng. Lestra với tư cách là trưởng quan cao nhất của sở cảnh sát London, lúc này đang khiêm tốn cúi đầu, cực lực muốn thể hiện ra sự tôn kính trong nụ cười, nhưng bởi vì bình thường vẫn nói năng thận trọng, cho nên khiến vẻ mặt của hắn thoạt nhìn càng giống một loại có vật cổ quái. Đối mặt trên sofa thấp bé lão giả, hắn do dự liên tục, lại dùng dư quan liếc mắt trên tường đồng hồ, rốt cục mở miệng nói tế tự đại nhân, Scotland tràn đã mở rộng qua bốn lần, hành lang cùng cầu thang đều loạn thất bát tao, Catherine tiểu thư có thể hay không? Hắn không dám nói ra từ lạc đường này, bởi vì như vậy có thể sẽ bị xuyên tạc thành si đường, hoặc là đầu óc không tốt. Lão giả trước mặt hiển nhiên là không thèm để ý nhiều như vậy, chỉ mỉm cười phất phất tay. Không cần lo lắng, hẳn là sắp tới rồi. Quả nhiên, vài phút sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục nữ tu cổ quái kia đi vào. Mái tóc dài đen nhánh buộc ở sau cổ, mặt mày rất sắc bén, khiến cho tự nhiên lộ ra một cổ kiêu ngạo cùng lạnh lùng không phù hợp với tuổi tác. Mà lúc này, trên mặt kia càng lộ ra rõ ràng tức giận. Cục trưởng Lestra lo lắng không yên. Gặp phải chuyện gì sao? Lão giả trên sofa đứng dậy dò hỏi. Không có gì, chỉ là đụng phải một tên hỗn đản không có giáo dưỡng mà thôi catherine nhắm mắt hít sâu một hơi cố gắng đem ngọn lửa trong lòng đè xuống cục trưởng trong lòng lộc bọp một chút âm thầm mắng toàn bộ người của cục cảnh sát từ trên xuống dưới một lần rõ ràng đã dặn rồi hôm nay phải tiếp đại chính là đại nhân vật nhìn thấy khuôn mặt xa lạ đều khách khí một chút làm sao còn có người không có đầu óc ta cam đoan mạo phạm đến giáo đình thần thánh người sẽ phải chịu nghiêm khắc nhất trừng phạt catherine lắc đầu không muốn lại rối rắm chuyện này nghiêng người nhìn về phía cục trưởng, nghiêm túc nói. Đã tìm được ứng cử viên chưa? Nụ cười của cục trưởng cứng đờ, khó xử đến nỗi không khóc được. Tiểu thư Catherine, mặc dù tôi là cục trưởng cục cảnh sát London, nhưng yêu cầu của cô cũng quá khó khăn. Kỳ thật nguyên bản, cũng không phải đại sự gì, chẳng qua là tại khu thành cũ đột nhiên toát ra một cái biến thái sát nhân cuồng, trong vòng nửa tháng hung tàn hành hạ đến 12 nữ nhân mỗi một cái đều bị điên cuồng xâm phạm về sau, cắt bỏ chi, lấy máu, nội tạng đều kéo ra chặt nát trải đầy đất. Thế thôi. Tại cái này địa ngục xâm lớn hiện thực vị diện, ác ma khắp nơi tán loạn, đi đường đêm đều có thể ban ban thoáng cái chết không toàn thay thời đại, toát ra một cái liên hoàn giết người ma thật sự rất khó khiến cho đầy đủ coi trọng. Nhưng xấu thì xấu ở chỗ, tên này tự hồ giết giết, liền giết hi. Hắn không hề thỏa mãn tiếp tục gây án ở dưới nội thành, ngược lại nhắm vào trên nội thành cũng ở tối hôm qua hành hạ đến chết một vị nữ sĩ xinh đẹp kỳ thật nếu chỉ là một cái lên nội thành cư dân cũng không có gì nhiều nhất chính là đem treo giải thưởng tiền lên cao một chút có thể chết tử tế hay không vị này lên nội thành người bị hại là vợ của một vị chấp hành quan trong giáo triều chuyện này có thể lớn rồi mọi người đều biết sau khi cửa địa ngục mở ra giáo đình liền trở thành hy vọng duy nhất của chủng tộc nhân loại này Bất luận là giáo đường xây dựng trong nội thành, hay là hàng vạn tên điên cuồng chiến tranh dùng máu thịt chống đỡ tà ma xâm lấn ở phía nam, hoặc là thánh quan không chỗ nào không ở, đều là sự chống đỡ cuối cùng của nhân loại ở bên bờ diệt chủng kéo dài hơi tàn. Tòa thánh bất khả xâm phạm khi bọn nhỏ còn chưa biết chữ, thế giới quan chưa thành hình, đoạn văn này cũng đã thuộc lậu lậu trong lòng bọn nhỏ, giống như mặt trời mọc mặt trăng lặng, là quy tắc nào đó của thế giới này. Nữ nhân sắc mặt âm trầm có người sát hại gia quyến nhân viên giáo đình, đây là khinh nhận đối với thánh quan, trong vòng 24 giờ phải tìm được hung thủ. Nhưng mà, nhưng ngài chỉ cho tôi một suất, chuyện này cũng. Cục trưởng Lestrade cố lấy dũng khí giải thích, nhưng nhìn thấy đôi lông mày hơi nhíu lại của tiểu thư Catherine, vội vàng nuốt nốt những lời còn lại vào bụng. Không có biện pháp, thê tử của một gã chấp hành quan bị hành hạ đến chết, điều này so với thị trưởng Luân Đôn thích chó Nhật càng thêm nghe rợn cả người nếu truyền ra ngoài, chính là làm bẩn quyền uy vô thượng của giáo đình. Cho nên chuyện này nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết, hơn nữa người biết càng ít càng tốt. Nhưng, để một người đi điều tra một vụ án giết người liên hoàn, hơn nữa trong vòng 24 giờ sẽ bắt được hung thủ, đây không phải là đầm rồng hang hổ sao? Trừ phi. Trừ phi. Cục trưởng Lestra nuốt một ngụm nước miếng, cực kỳ bất đắc dĩ mà bất an nghĩ tới một cái tên trong nháy mắt ý niệm bắt đầu nảy sinh. Gì? Chẳng lẽ các hạ nghĩ tới người nào? Lão giả thấp bé trước mặt đột nhiên nói chuyện, một đôi mí mắt rủ xuống, đồng tử xám trắng không hề có sức sống. Cục trưởng cũng không biết mình làm sao, theo bản năng liền gật đầu. Đúng vậy, nếu có ai có thể làm được, cũng chỉ có hắn. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh lại nhìn về phía trước mặt vẫn mỉm cười thấp bé lão giả, nguyên bản tôn kính bên trong, mơ hồ lộ ra một cổ sợ hãi. Đoạn lời vừa rồi tuyệt đối không phải dựa theo ý nguyện của mình mà nói ra. Mà là bị một loại nào đó đến từ vực sâu lực lượng sai khiến. Cho nên nói, vị tế tự đại nhân này không chỉ là một vị khế ước giả, hơn nữa, đã tiến hóa đến giai đoạn thứ hai. Rốt cuộc cũng có người chọn sao? Catherine tiểu thư hỏi hai tay cục trưởng Lestra nắm chặt, kẻ tay đã sớm chảy mồ hôi, ông ta biết, lúc này là giấu giếm đã không có ý nghĩa, chỉ có thể thấp thỏm đáp. Đúng vậy, có một người như vậy, là một vị. Thám tử tư Mười mấy phút sau, trong phòng giam của cục cảnh sát, đèn gas cũ kỹ xèo xèo rung động, ở trong ẩm ướt chiếu ra ánh sáng lờ mờ. Vài tên cảnh sát đang gian nan vận chuyển một cái vali thật lớn thấm máu, nếu như không phải bên trong thường thường truyền ra quỷ dị nhu động, không ai dám tin tưởng bên trong lại nhét một người. Xương chậu của người này bị đạp nát, hai cái đùi lấy một loại tư thế cực kỳ bi thảm mạnh mẽ bẻ đến trước ngực, hơn nữa gắt gao đè xuống, xương sườn có thể đều gãy mấy cái, hai vai trật khớp, gân khuỷu tay bị xé mở, giống như là hai sợi dây thừng, thê thảm thắt nút ở phía dưới cổ. Tóm lại, một cái người sống lớn liền cứng trắng bị nén thành một đống thịt khối, càng thêm đáng sợ chính là, người này còn sống. Trong pháp luật đế quốc, phạm nhân tử hình không có quyền tố tụng công dân, cho nên cho dù bị đối xử thô bạo hơn nữa, cũng không có chỗ nói lý lẽ. Dù sao những người này đã phải áp giải đến pháp trường rồi. Nhưng nhưng như vậy cũng quá thê thảm. Đâm rồi. Khóa kéo vali bị kéo ra, một trận thanh âm khiếp người xương cốt ma sát lẫn nhau truyền ra, tiếp theo là phổi rốt cục chiếm được tiếng hít thở thư giãn không có tiếng kêu thảm thiết và cầu cứu, chỉ có tiếng trên rỉ bi thảm nhỏ nhất không thể nghe thấy, người kia giống như một bãi bùn nhão, chậm rãi, chảy ra ngoài. Trước trương, vị lão nhân thấp bé mặt trường bào kia giật mình, lại nhìn về phía nhân viên cảnh sát bên cạnh, phát hiện bọn họ đều nghiêng tầm mắt, không dám nhìn người nằm trên mặt đất kia. Vì thám tử tiên sinh mà các anh nói. Lần nào cũng như vậy sao? Một cảnh sát rụt rè gật đầu. Đúng vậy, tế ti đại nhân, dùng lời của hắn mà nói. Áp giải tù phạm như vậy sẽ thuận tiện hơn. Cùng lúc đó, trên tầng 3 của đồn cảnh sát, cảnh sát trưởng Lestra và cô Catherine đang đứng trước cửa phòng khách. Cục trưởng chỉ vào một cái sofa, lúc này nơi đó đang ngồi một người đàn ông, một thân áo gió, dáng người thon dài, trên tay bưng quyển sách tự như ngủ mà không phải ngủ đọc, giống như là loại kia đối với nhân sinh mất đi tất cả hứng thú quý tộc nghèo túng. Chính là người này. Cục trưởng khiêm tốn nói. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên chú ý tới vẻ mặt nữ sĩ bên cạnh. Ách! Catherine tiểu thư, sắc mặt của ngài. Hình như không tốt lắm. Chương không bốn. Khế ước chừng giả. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hãy nhớ tên miền. Ngôi nhà vàng đại ác ma xe lóc hôm chương bốn. Người khế ước hoàng hôn London bắt đầu từ ba giờ rưỡi, bởi vì hơi nước trong đám mây tích tụ lại, ánh mặt trời mờ mịt xuyên qua gương, lại nhiễm một tầng đỏ rực rỡ, tiếng chuông nhà thờ xa xa dần ngừng lại, một ngày lễ kết thúc. Trong phòng làm việc, lão tế ti đại nhân nhắm mắt mà ngồi, tóc thưa thớt như chân côn trùng, quỷ dị lại không dễ phát hiện vặn vẹo. Cục trưởng Lestra hơi cúi người, nhỏ giọng nghi hoặc. Cô Catherine, cô biết thám tử kia? Không biết. Nhưng nhưng hình như ngài rất không hài lòng với hắn catherine nhớ lại gương mặt đáng ghét trong thang máy lạnh lùng nói gia quyến của một vị giáo sĩ bị mưu sát chúng ta hiện tại cần chính là tin anh cường hãn nhất chuyên nghiệp nhất có thể chỉ dựa vào một người giải quyết toàn bộ vụ án tra ra hung thủ trước khi mặt trời lặn ngày mai có thể khiến máu của hung thủ nhuộm đỏ bố cáo của tòa án mà ngươi thì sao liền cho ta tìm như vậy một cái lười nhát, vô sĩ cả ngày đều mơ hồ như là hút thuốc gây ảo giác cặn bã. Cục trưởng Lestra kinh ngạc nhìn đối phương, kinh ngạc trước đánh giá của hắn về chát ló, con. Thật đúng là chính xác a. À? Nhưng tiểu thư Catherine tôn quý, tôi dám lấy danh hiệu cảnh sát cao nhất Scotland giác cam đoan với cô, người có thể phù hợp yêu cầu của cô, tìm khắp Luân Đôn, cũng chỉ có hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phản bác, với tư cách Luân Đôn cảnh vụ hệ thống người phụ trách cao nhất tại chính mình bổn chức lĩnh vực, hắn cơ hồ là bản năng bày ra ngoan cố mà kiêu ngạo một mặt, hoàn toàn đã quên ngay tại nửa giờ trước, chính mình ngay cả chát ló cái tên này cũng không muốn nhắc tới. Sau khi Lestra rời đi, lão tế ti đại nhân chậm rãi mở mắt. Vừa rồi nhắm mắt minh tưởng làm cho hắn thập phần hưởng thụ, ánh mặt trời lặng màu đỏ rực chiếu ở bên áo choàng của hắn. Đột nhiên, ngay tại nơi đó, trống rỗng xuất hiện một đạo đen kịch vết nứt, một con toàn thân mọc đầy lông tơ thật lớn nhện không tiếng động bò ra. Nó ước chừng lớn như một chiếc xe đẩy tay, tám con mắt giống như tám hạt đậu đen kịt, dưới ánh chiều tà hiện ra ánh sáng khiếp người. Lão tế tự vươn tay, cưng chiều xoa xoa lông tơ trên bụng nó, khiến nó phát ra một trận tiếng rít ghê tởm. Lestra tại cảnh vụ hệ thống làm cả đời, lần thứ hai ác ma xâm lớn trong lúc, hắn một người phụ trách xuống nội thành trị an hơn nữa đem nơi đó bình dân phạm tội suất giảm xuống đến làm giáo hội cực kỳ hài lòng trình độ, nghĩ đến, ánh mắt của hắn hẳn là sẽ không quá kém. Ta chỉ cảm thấy, một người lười nhát như thế, hoàn toàn nhìn không ra có chỗ nào hơn người. Khóe môi lão tế ti nổi lên một nụ cười có chút hăng hái. Vừa rồi ta đi một chuyến lao động ngầm, thám tử kia hôm nay bắt một tên tội phạm giết người, dùng để lĩnh thưởng, hắn đem tên tội phạm kia. Nhét vào trong rương trong rương trong rương catherine nhíu mày nghi hoặc lão tế ti cười ở trước mặt khoa tay múa chân một cái ta chưa từng thấy qua người bị vặn vẹo thành như vậy lại còn có thể sống coi như là đám người điên của học viện nghiên cứu sinh mệnh kia cũng phải mượn không ít dụng cụ mới có thể làm được hơn nữa bị bắt cái kia tội phạm giết người cũng không phải cái đơn giản nhân vật tiền treo giải thưởng đã tới hai trăm bản anh nghe nói hắn chỉ dùng hai ba ngày thời gian liền đem bắt. Vẫn bị bắt tại chỗ khi hành hung. Đối với một phạm nhân mà nói, có thể làm được như vậy đã là cực kỳ xuất sắc rồi. Catherine nhắm nháp lời của ông lão, một lúc lâu sau. Có xuất sắc hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một phạm nhân mà thôi. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại hương vị khinh thị tự nhiên. Đây cũng không phải thường vị giả đối với tầng dưới chót bình dân khinh thường, mà là một loại rất hợp lý, rất thuận lý thành chương quan sát không liên quan đến chính trị nhân phẩm tiền tài thậm chí là xã hội địa vị cao thấp mà càng giống như thái độ của diều hâu đối với thỏ bắt nguồn từ sự sống của các loài cuối cùng chỉ là một phàm nhân không phải khế ước giả mà ở cái này vượt sâu lực lượng ảnh hưởng vạn sự vạn vật thời đại giáo định từ một thế kỷ trước liền nắm giữ lấy nhân loại thân thể khống chế vượt sâu lực lượng phương pháp cho nên một nhân loại bình thường tự nhiên sẽ bị một ít năng lực nghi ngờ. Cũng may lời nói của lão giả kia có sức thuyết phục nhất định, sắc mặt Catherine vẫn lạnh như cũ, cuối cùng. Vẫn gật đầu. Trong phòng nghỉ ngơi, chát ló tựa vào sofa buồn ngủ. Trên tay hắn cầm một quyển sách. Làm thế nào để tự cứu mình khi gặp quỷ nhỏ tác giả là một chàng trai tên là Green. Bìa bằng bìa cứng rẻ tiền nhất, phối hợp với hình vẽ một con chó địa ngục thông thường, đang đối diện với một nữ sĩ xinh đẹp mặc váy liền áo nôn ra chất lỏng có tính axit, hòa sĩ thô ráp, lúc in màu sắc đều có chút sâu chuỗi. Loại sách tự cứu này ở một thời kỳ nào đó thập phần bán chạy, dù sao ai cũng không biết khe hở hư không sẽ xuất hiện ở địa phương nào, vạn nhất lúc ngươi đi ị, phát hiện không gian trước mặt nước ra, một con ruồi khổng lồ ghê tởm chui ra chơi muốn hút tủy não của ngươi, vậy đọc nhiều sách này một chút, nói không chừng có thể làm cho tỷ lệ sống sót của ngươi lớn hơn một chút nhưng trải qua mười mấy năm thị trường nghiệm chứng về sau, mọi người dần dần phát hiện, loại sách này hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì tại tao ngộ hư không sinh mệnh lúc, hoặc là ngươi có một thanh lét có súng ngắn cùng với đầy đủ đạn, hoặc là ngươi liền chạy nhanh. Với tốc độ nhanh nhất, hãy chạy đến người giao ước gần bạn, yêu cầu sự giúp đỡ của anh ta, hoặc đến nhà thờ gần nhất, đó là tất cả. Nếu như ngươi cái gì cũng không có, còn vọng tưởng lợi dụng tri thức trong sách cùng đối phương truyền đấu một phen, vậy ngươi khẳng định sẽ nất trắm thập phần vui vẻ. Đã từng có một vị tự cứu thư tịch tác giả, một cái sẻn trượt đem chính mình đưa vào một đầu hũ thực quái vừa mới nứt ra trong lòng ngực. Giao hàng tận nhà, một bước đến dạ dày. Hút thuốc không? Một thanh âm truyền đến. Chắc ló hoảng hốt một chút, nâng lên con mắt như ngủ như không, chỉ thấy cục trưởng Lestra đang cầm điếu thuốc đưa cho mình. Không cần, ta nơi này có chắc ló không có hình tượng gì ngáp một cái, sau đó từ trong túi móc ra một hộp nhạc blue bài thuốc lá. Tôi vẫn không hiểu, vì sao anh chỉ hút nhạc blue, rõ ràng là nhãn hiệu cũ kỹ, không dễ mua, còn sặc như vậy. Chắc ló tự mình chăm thuốc lá, thật sâu hít một hơi, không có trả lời vấn đề này. Ngươi xem, đây chính là nguyên nhân ngươi không được người ta ưa thích. Trên người ngươi có quá nhiều chuyện khiến người ta không nắm bắt được, hơn nữa ngươi chưa bao giờ giải thích. Chác Ló từ chối cho ý kiến hư hai mắt. Có chuyện gì mau nói đi, đừng quanh co lòng vòng. Tôi nhận việc cho cô, án giết người." Cục trưởng nói, hơi dừng lại. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là về giáo đình. Trong quá trình nói chuyện, hắn vẫn nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Chác Ló, vốn tưởng rằng sau khi nghe được từ giáo đình này, đối phương ít nhất sẽ có một chút kinh hỉ, nhưng mà Chác Ló chỉ hơi nhíu mày liền khôi phục bộ dáng ngủ không tỉnh kia sao anh không có chút phản ứng nào vậy à vậy vô cùng cảm ơn loại này không để tâm ngữ khí để cho lestra cục trưởng thập phần khó chịu hắn thở phì phò đem tàn thuốc dập tắt đây con mẹ nó chính là điểm thứ hai ta chán ghét ngươi ngươi đối với giáo đình một chút cũng không thành kính chương không năm không được trút khói bạn đang nghe tại truyện chấm audio hãy nhớ tên miền. Ngôi nhà vàng chương năm. Không được hút thuốc cảnh sát trưởng Lestra không thích cha lốc. Ngoại trừ hai điểm trên, đương nhiên còn có điểm thứ ba, điểm thứ tư. Thậm chí phía sau rất nhiều rất nhiều điểm. Cho dù là vị thám tử tiên sinh này đã từng bắt được hung thủ cưỡng hiếp giết con gái cục trưởng, cũng ở trước mặt hắn lột da đối phương. Hắn vẫn ghét chát ló. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, người này cũng không phải vì chính nghĩa mà bắt tội phạm hắn thậm chí không phải vì tiền bởi vì hắn mỗi lần đều theo thói quen đem những tội phạm kia biến thành một bộ không cách nào hình dung bộ dáng tuy rằng tội phạm không có nhân quyền nhưng cũng không thể để cho bọn họ chết ở trong ngục giam càng không thể để cho bọn họ lấy cái loại tư thái thê thảm đủ để nhiễu loạn lòng dân xuất hiện ở trên pháp trường mà xử lý loại chuyện này liền cần tốn hao rất nhiều tiền cái này làm cho chát ló mỗi lần tới tay tiền thưởng ít lại càng ít. Nhưng mà, hắn vẫn làm không biết mệt tiếp tục làm như vậy. Lestra nghi ngờ rằng hắn bắt tội phạm để trút giận, giải sầu, hoặc vì một lý do nào đó. Nếu không linh hồn con gái tôi có thể mang theo một chút cảm kích đối với anh, tôi đã sớm liệt anh vào loại tội phạm cùng hung cực ác nhất rồi. Chắc ló không cho là đúng cười cười. Thôi đi, ta những năm này thay ngươi giải quyết bao nhiêu phiền toái tội phạm, ngươi tâm lý rõ ràng, hơn nữa ngươi cũng không có biện pháp đem ta nhét vào trong hàng ngũ tội phạm đi. ta nhưng chưa từng có xúc phạm qua đế quốc pháp luật. Lestra đang tức giận. quả thật, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Chát Ló đã phạm tội. nhưng trong lòng hắn rõ ràng, người này tuyệt đối là tội phạm khủng bố nhất, tà ác nhất chuyện hắn làm tuyệt đối so với tất cả phạm nhân tử hình bị giam giữ trong nhà giam ngầm cộng lại đều phát rồ. Nhưng hết lần này tới lần khác, không ai biết hắn muốn làm gì, cũng không ai biết hắn từ đâu tới, bao nhiêu tuổi, quá khứ trải qua, thậm chí ngay cả cái tên Sherlock hôm này có phải là thật hay không cũng không biết. Mọi người chỉ biết rằng anh ta tự xưng là thám tử và sống trong một căn phòng trọ nhỏ trên phố Baker. Cứ cách một đoạn thời gian hắn sẽ mang theo cái kia đẫm máu đại rương gia xuất hiện ở cục cảnh sát sau đó dùng trong rương gia vị nào đó ngã tám đời mốc máu phạm nhân đến đổi lấy một ít tiền thưởng thế thôi mà nếu bạn hỏi anh ấy bình thường anh ấy đang làm những gì hoặc lý tưởng mục tiêu cùng với lý do muốn làm thám tử loại vấn đề này anh ấy sẽ chỉ dùng một loại thái độ đương nhiên buông tay cười trả lời cuộc sống quá bình thản ta chỉ là không muốn để cho đầu óc của ta rỉ xét thuận tiện lại tìm chút vui vẻ mà thôi. Thời gian cứ như vậy lại trôi qua vài phút, Lestra không hỏi thêm gì nữa, dù sao tên khốn kiếp trước mặt cũng sẽ không nói nhiều, cho đến khi điếu thuốc lá xanh kia từng chút một cháy hết. Tạch 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 trên hành lang bên ngoài phòng nghỉ, tiếng bước chân liên tiếp đột nhiên nhớ tới, từ xa đến gần. Cục trưởng Lestra và chắc ló không hẹn mà cùng nhìn qua. Ngay sau đó, một vị dáng người cao gầy nữ tu sĩ cùng một vị nhỏ gầy còng lưng lão giả xuất hiện ở phòng khách cửa. Chính là Catherine tiểu thư và vị tế tự đại nhân kia. Lestra lập tức đứng lên, cung kính cúi người. Mà lúc này chát ló. Hắn vẫn ngồi. Đây cũng không phải là bởi vì hắn muốn ở trước mặt giáo đình giáo sĩ nhân viên còn biểu hiện ra một bộ cao lãnh mà không tôn kính thái độ, mà là bởi vì tầm mắt của hắn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi rơi vào bộ kia trải qua sửa chữa tố thân tu nữ phục thượng. Hơn nữa rốt cục rất khó được. Biểu hiện ra một chút xấu hổ cùng kinh ngạc. Đi thôi, hôm tiên sinh. Catherine hơi ngẩng đầu nhìn thẳng. Thời gian không đợi người. Ánh chiều tà xuyên qua khe hở của cửa sổ xe, bụi nổi trong không khí giống như một sinh vật nhỏ bé quỷ dị, khiến người ta không tự chủ được muốn ngừng thở chắc ló ngồi ở trong xe, mông cùng dưới chân đều là thảm lông cừu dày. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại dùng phương thức này đắp lên xe ngựa của giáo đình, càng không nghĩ tới, vị nữ tu sĩ lúc trước gặp được lại có thân phận cao cao tại thượng như vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trên quảng trường huyên náo dòng người vẫn như mắc cửi, nơi này là xuống nội thành, trong tầm mắt, phần lớn đều là công nhân khuôn vác lưng hòm gỗ, cùng với báo đồng chân trần cao giọng la hét. Trong ngõ nhỏ bên quán rượu có mấy vị nữ nhân ăn mặc hở hang, nghĩ đến việc làm ăn tháng này của các nàng nhất định không tốt lắm, bằng không cũng sẽ không lúc này đi ra kéo khách. Trên trục bánh xe người chở khoa học kỹ thuật giảm chấn, không hề cảm giác sốc nảy, dọc theo đường đi, đi qua mấy trạm kiểm soát nội thành cùng cửa lên xuống bánh răng thật lớn, ồn ào dần dần đi xa, đoàn xe đi tới nội thành. Đường phố trở nên rộng rãi bằng phẳng, kiến trúc hai bên hiện ra trang nghiêm và ngay ngắn một ít đường ống kim loại tinh xảo leo lên trên tường, như là dây thường xuân được cắt tỉa tỉ mỉ, ở trong hoàng hôn yếu ớt lóe sáng. Lại qua ước chừng nửa giờ, đợi mặt trời rốt cục triệt để ẩn nấp thân thể, đèn gas sáng lên, xe ngựa lúc này mới dừng lại. Chắc ló hơi buồn ngủ đi xuống xe ngựa, ban đêm gió có chút lạnh, trước mặt là một con phố nhỏ sạch sẽ, có thể là đã sớm bị phong tỏa nguyên nhân, chung quanh nhìn không tới bất luận cái gì người đi đường chỉ có mặt hơi nước thiết giáp trị an cảnh vệ ở chung quanh tuần tra sắt thép nặng nề cùng mặt đường đá xanh va chạm che giấu thỉnh thoảng phun ra cao áp hơi nước âm thanh trưởng quan nhìn thấy xe ngựa một vị quan trị an nhanh chóng chạy tới cánh tay máy nắm chặt ngực trái nửa quỳ gối trước mặt catherine đây là lễ tiết cố hữu của cấp dưới trong giáo hội đối với cấp trên chẳng qua thiết giáp hơi nước quá dày cho dù nửa quỳ vẫn cao hơn catherine không ít tế ti đại nhân hắn lại cung kính hành lễ với lão già nhỏ gầy vừa mới xuống xe. Nhưng ngay lúc này, tầm mắt hắn trong lúc vô tình lướt qua đầu vai lão tế ti, nhìn thấy chát ló phía sau hắn. Đèn gas trên đỉnh đầu vừa vặn kéo cái bóng của hắn cực dài, mà chát ló lúc này. Vừa vặn lấy ra một điếu thuốc để châm lên. Quan trị an kia trọng mắt đều muốn trừng ra. Coi như là trưởng quan ngay tại trước mắt, hắn cũng nhìn không được ngao một tiếng. Không được hút thuốc ở đây. Chương 06 Chữ bằng máu nghiên cứu 1 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng đại ác ma xe lóc hôm chương 6 Nghiên cứu chữ máu 1 Nơi này có nhiều người tuần tra như vậy Rõ ràng nơi này chính là hiện trường vụ án Mà thi thể vợ chấp sự giáo hội bị hành hạ đến chết kia Ngay tại góc đường cách nơi này 20 mét Toàn bộ trị an tiểu đội phế đi lão đại khí lực mới đem nơi này phong tỏa, để tránh phá hư hiện trường, mà cái này không biết từ đâu toát ra gia hỏa vậy mà ở chỗ này hút thuốc. Cái kia quan trị an thùng 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 vài bước tự bước tới chát ló trước người, xác nhận đối phương trên người không mang theo một chút xíu cùng giáo hội hoặc là quý tộc có quan hệ đánh dấu về sau, rất thuận lý thành chương liền đem hắn trở thành xe ngựa nhân viên đi theo. Hắn phủ hạ tiếp cận cao 3 mét cự đại cơ thể, hung tận nhìn đối phương. Ngươi Cánh tay máy móc không thể hoàn thành thao tác tinh tế kéo điếu thuốc xuống, bất quá nghe ngữ khí của người này cũng không phải muốn kéo điếu thuốc, mà là muốn kéo đầu đối phương cùng với điếu thuốc xuống. Đừng khẩn trương như vậy, huynh đệ, hút điếu thuốc căn bản không phá hư được cái gì. Chắc ló ngẩng đầu, không chút hoang mang khoác tay nói. Coi như là có thể phá hư, các ngươi những này hơi nước sắc đều ở phụ cận phun mấy giờ, nên phá hư cũng sớm phá hư không nhiều lắm ngữ khí quan trị an khựng lại. Thiết giáp phía sau ống xả khí còn rất biết chọn thời điểm nhe nhe phun ra vài đạo nhiệt lưu. Thân là quan trị an, hắn đại đa số thời điểm đều là đi làm hiệp trợ tẩy trừ ác ma loại nhỏ, hoặc là hộ tống giáo hội thành viên các loại công việc khí lực, mà như là bảo vệ hiện trường vụ án loại chuyện này, hắn thật không phải am hiểu như vậy. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy tiểu thư Catherine đang đứng cách đó không xa, ở khoảng cách này, tiếng đối thoại của hai bên nhất định là có thể nghe được rất rõ ràng. Một cổ quẩn bách xông thẳng vào ó. Hắn không thể nghi ngờ là ngưỡng mộ tiểu thư Catherine, hoặc là nói, chỉ cần hiểu rõ vị nữ tu sĩ xét xử này đại đa số nam nhân đều sẽ bị hấp dẫn. Tuổi trẻ, xinh đẹp, thành kính, anh dũng, có giáo dưỡng, gia thế cùng huyết thống vô cùng tốt, đủ loại mỹ đức cơ hồ đều có thể ở trên người nàng tìm được, càng thêm đáng quý chính là nàng còn là một vị đạt tới giai đoạn thứ hai khế ước giả. Loại chênh lệch tự nhiên này làm cho vô số ngưỡng mộ không dám chuyển hóa thành ái mộ, chỉ có thể ngụy trang thành một loại sùng bái nam tính đối với cường giả. Điều này khiến cho vị cảnh sát trưởng này càng thêm phẫn nộ. Nhưng vẫn mạnh mẽ biểu hiện ra một chút tố chất kỵ sĩ, cắn răng nói. Hãy rời khỏi đây nhanh nhất có thể, dân thường, đây không phải là nơi các người nên ở. Lời còn chưa dứt, Hắn vẫn chưa thể đi. Catherine sau khi đến đây lần đầu tiên mở miệng nói. Cảnh sát trưởng khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Dưới ánh đèn kia mơ hồ ông Mỹ khuôn mặt làm cho hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, có chút không dám xác định chính mình nghe được cái gì. Thật không thể tin được, nhưng từ giờ trở đi, gã này chính là thủ phạm chính của vụ giết người này. Quan trị an mê mang nhìn dưới ánh đèn nữ nhân xinh đẹp, lại cúi đầu nhìn nhìn còn bình tĩnh tự nhiên hút thuốc chát ló. Hắn biết Catherine tiểu thư lần này sẽ mang về một gã có thể giải quyết án kiện dị sĩ tài ba, nhưng thật không ngờ, lại là một bình dân tầm thường như vậy. Nguyên nhân trong đó hắn không có cách nào phỏng đoán, chỉ có thể đứng tại chỗ, ngây ngốc vài giây. Bất quá! Hắn tự hồ có thể cảm giác được, Catherine tiểu thư đối với vị bình dân này không có hảo cảm gì, càng không có một chút tôn trọng, điều này làm cho tâm tình của quan trị an trẻ tuổi thoải mái không ít thật có lỗi hắn ẩn giấu mâu thuẫn trong lòng ta nên gọi ngươi như thế nào xe lóc thám tử tư được thám tử tiên sinh hắn không gọi tên đối phương càng không nói ra tên của mình chỉ tiếp tục nói đã như vậy ngươi hẳn là biết lần này sự kiện tính chất đi cho nên ngươi thấy thi thể trước cần đối với trật tự chi thần tuyên thệ không đem án này hết thảy chi tiết bại lộ cho bất luận kẻ nào bao gồm ngươi chí thân chí ái hắn thuần thục cằn nhằn ra một chuỗi lời thề dài bất quá nội dung đại thể chỉ có một đem việc này nát ở trong ruột chắc ló đã sớm dự đoán được sẽ có loại trình tự này đối với người lên thành phố mà nói bình dân phổ biến không có uy tín gì chính hắn cũng rất hiểu cái nhìn này dù sao người xuống nội thành phần lớn đều vì kế sinh nhai bận rộn uy tín thật sự là không đáng tiền vì thế cũng không để tâm theo đối phương đọc một lần lời thề Sau khi lời thề hoàn tất Chỉ nghe khen kết một trận vang nhẹ Vị trí cánh tay thiết giáp của quan trị an Bắn ra một cái thẻ mỏng màu đen dài ngắn như ngón cái Văn, lầm lẫn, giả dối Và tất cả lời thề sẽ được gửi đến tòa án xét xử của nhà thơ Nếu như có người vi phạm Như vậy sẽ có chấp sự tiến hành truy nã cùng thẩm phán Dưới giáo hội Lời thề tự nhiên không có khả năng là hư vô mờ mịt, dựng thẳng lên ba ngón tay liền có thể biết biết, trái với cũng sẽ không thiên đánh ngủ lôi oanh vui đùa. Thay vào đó, có những kỷ lục, những thực thể, những ràng buộc thực sự với hiệu ứng trừng phạt. Đương nhiên, thẩm phán định cũng sẽ không thật sự đối với mỗi một lời thề đều nghiêm túc đối đãi dùng lời của bọn họ mà nói, thánh quan sẽ không để ý tới những người không quan hệ nặng nhẹ kia. Cho nên tòa án chưa bao giờ chủ động điều tra người nào đó, cơ cấu này hoàn toàn độc lập với hệ thống xã hội, cho dù là thị trưởng, tướng quân, thậm chí là hoàng đế đế quốc hoặc là giáo hoàng muốn điều tra một người, xem xét lời thề, đều cần đệ trình nguyên nhân tuyệt đối hợp lý và cần thiết. Quan trị an đem lời thề vừa sinh ra đưa cho một gã thuộc hạ, liền xoay người, ý bảo chắc ló đuổi theo. Không có mấy bước khoảng cách, ngay tại đèn gas ánh sáng chiếu không tới vị trí, một cái sâu thẳm hẻm nhỏ an tĩnh ẩn núp ở trong bóng tối ở chỗ giao nhau giữa sáng và tối, mấy người mặc trường bào giáo sĩ thành kính mà hèn mọn đứng thẳng, đầu hơi cúi xuống, trong tay cầm mặt dây chuyền đồng thao khắc đầy kinh văn thần thánh, có tiết luật không ngừng niệm tụng. Mà ở trước người mấy người này, đứng một gã trung niên nhân cao lớn, thân cao gần 2 mét, không có tóc, chòm râu lại thập phần rậm rạp, trường bào trên người lấy màu lam làm chủ. Nhưng lại có một cái rộng rãi mà đột ngột màu đỏ như máu bố cáo từ cổ áo kéo dài đến vạt áo, gió đêm thổi qua, trường bào nhẹ nhàng lay động, thường thường phát họa ra dưới áo choàng kia không giống nhân loại khoa trương cơ bắp đường nét. Một thân trang phục này cho thấy, người này là một vị quan chấp hành tại Quyết Ti. Dưới giáo hội, những kẻ thực thi bạo lực thuần túy nhất. Không giống như quân đoàn thánh giáo dọc theo eo biển rét, những người này tập trung vào việc thanh trừng nội bộ đế quốc. Những người phản bội lời thề, những kẻ nổi loạn, những người bán bộ ánh sáng thánh, và những người phạm tội ác không thể tha thứ, vân vân bọn họ có được cực hình tàn nhẫn nhất thủ đoạn máu tanh nhất lực chấp hành nghiêm khắc nhất vũ khí sánh ngang thánh giáo quân đoàn quyền hạn trên pháp luật đế quốc cơ hội cái gì cũng có chính là không có lòng nhân từ cho nên đám người mặc huyết sắc bố cáo này trong mắt đại đa số công dân đế quốc so với ác ma còn khủng bố hơn vị quan trị an kia cực lực cúi đầu tuy rằng thêm vào thiết giáp sắc thép so với đối phương cao hơn rất nhiều nhưng chính là toát ra một loại cảm giác hèn mọn rõ ràng có thể thấy được vị này là chát ló một thám tử là tiểu thư catherine tìm đến nam tử được gọi là ba đức nhỉ giơ tay lên ý bảo không cần nói thêm nữa sau đó quay đầu mi cốt rất cao đem cả đôi mắt toàn bộ che ở trong bóng tối cứ như vậy nhìn chát ló vài giây sau ta không quan tâm thân phận nghề nghiệp phạm nhân hay là khế ước giả ta thậm chí không quan tâm ngươi có phải là một vị công dân hay không, thê tử của ta đã chết, ta cần hung thủ. Thanh âm rất trầm, cũng nghe không ra cái gì bi thương tâm tình, nhưng là chát ló chú ý tới, đường sống hai chữ ra khỏi miệng một khắc, bên cạnh quan trị an theo bản năng đánh run rẩy. Hẳn là nhớ tới trong huyết lao của giáo hội, cực hình khiến người ta không bằng chết. Nói xong, chấp sự ba riêng nghiêng người, để ánh sáng đèn đường chiếu vào hẻm nhỏ một màn nhìn thấy mà giật mình hình ảnh cứ như vậy hiện ra ở chát ló trước mắt. Chương 7 Chữ bằng máu nghiên cứu, 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hãy nhớ tên miền. Ngôi nhà vàng đại ác ma hôm chương 7 Huyết tự nghiên cứu, 2 Huyết tương đầy đất đã động lại, một thi thể trắng bóng có vẻ đặc biệt chói mắt. Cho dù là ánh đèn lờ mờ, vẫn có thể nhìn ra vị nữ sĩ đã chết này có làn da trắng như tuyết khiến người ta mê say, một đầu tóc vàng không có tạp sắc, tứ chi tinh tế, bộ ngực no đủ, cùng với khuôn mặt tinh xảo của những nữ nhân đứng đường treo xuống nội thành. Nhưng mà, chính là như vậy một bộ xinh đẹp thân thể, lại từ lòng ngực bị toàn bộ xé ra, thật lớn vết nứt một mực kéo dài đến bụng dưới, da thịt mở rộng, lộ ra bên trong rỗng tuyết khoang máu, trên tứ chi cũng trải rộng nhìn thấy ghê người cực lớn vết thương chắc ló nhìn như vậy. Cũng không đến gần quan sát, lại càng không nói lời nào. Ước chừng qua 20 giây. Mi cốt cao ngất của chấp sự ba đức nhĩ hơi nhăn lại, quan trị an bên cạnh thậm chí cảm thấy, người này không phải là bị tràn diện máu tanh dọa đến choáng ván chứ. Đúng lúc này, chắc ló rốt cục có động tác, hắn rất không có tố chất, đem hút xong tàn thuốc hướng bên người hơi nước bọc thép đầu gối khe hở bên trong ném. Quần áo đâu? anh hỏi không đầu không đuôi cái cái gì quần áo của người chết chắc ló lần nữa nhìn chung quanh một chút tôi không thấy quần áo của người chết chuyện này quan trị an hơi do dự hiện trường vụ án không có bị bất luận kẻ nào động qua ngay từ đầu liền không có quần áo hẳn là bị hung thủ lấy đi catherine không biết lúc nào đi tới nàng một bên trả lời một bên mặt không chút thay đổi cùng chát ló nhìn nhau một chút. Những này quan trị an chức trách chỉ là bảo vệ hiện trường, đối với hung án chi tiết không biết, có cái gì muốn biết có thể tới hỏi ta. Chát ló hiếm khi biểu hiện ra một chút phong độ thân sĩ. Cảm ơn, tiểu thư xinh đẹp. Không cần cảm ơn ta, ta không thích ngươi người này, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhanh một chút tìm ra hung thủ mà thôi, nàng không chút che giấu trong giọng nói lạnh lùng. Chỉ mong bản lĩnh của ngươi, sẽ không giống phẩm chất của người giống nhau thấp kém. Có lẽ là chênh lệch giai cấp quá lớn, Catherine không muốn giấu giếm sự không thích của mình đối với vị thám tử trước mặt này, nhưng đồng dạng cũng là bởi vì chênh lệch giai cấp quá lớn, cô không vì không thích mà làm khó đối phương. Thường dân này vẫn chưa đủ tư cách để bị một nữ tu xét xử làm khó. Cho nên nàng chẳng qua là khinh thường, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, đem tất cả lấy được manh mối đều báo cho đối phương. Về phần chát ló, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với cái này có bất kỳ cảm xúc mâu thuẫn hắn không ngu xuẩn càng sẽ không giống phía sau vị kia quan trị an đồng dạng chờ đợi một loại nào đó vượt qua giai cấp cùng xuất hiện hắn biết mình nên làm gì cũng biết rõ mình tới nơi này kỳ thật chỉ là muốn thử xem vụ án liên quan đến giáo đình này có thể mang đến cho mình một chút cảm giác mới mẻ hay không đương nhiên nếu giáo đình đã chọn hắn vậy hắn có nguyện ý hay không đều phải đến tóm lại anh ta hết sức phân tâm bình thản lắng nghe manh mối từ miệng catherine một người nói một người nghe cứ như vậy đôi nam nữ địa vị chênh lệch quá xa này vào lúc này biểu hiện ra sự ăn ý khác thường nào đó vài phút sau hạ lạc khắc rốt cục có chút xấu hổ nhíu nhíu mày nói các ngươi cơ bản cái gì cũng không có tra ra a à. catherine vẫn mặc không chút thay đổi lúc trước cũng đã nói với anh rồi chuyện này người biết càng ít càng tốt nếu chúng ta muốn điều động đám người thẩm phán đình kia cần gì phải đi tìm một thám tử tư như anh để xử lý chuyện này chắc ló không buồn bực chút nào ngược lại là lộ ra một bộ rất sáng lạng nụ cười ngay sau đó liền một mình đi vào hẻm nhỏ catherine và chấp sự ba đức nhĩ liếc nhau chậm rãi đi theo về phần vị kia thấp bé lão tế ti đại nhân hắn từ sau khi đánh xuống xe ngựa vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích giống như là một pho tượng bình thường, nếu như đến gần, thậm chí có thể nghe được mơ hồ tiếng ngáy. Trong hẻm nhỏ, bóng dáng mấy người chia ánh sáng đèn gas thành từng mảng vụn vặt. Chắc ló bước qua bùn lầy vết máu, cúi người xuống, tiện tay nhặt lên một khối thịt vụn, mượn ánh sáng lờ mờ liếc mắt một cái. Một khối gan bị cắt, mô giòn như vậy cũng có thể cắt gọn gàng như vậy, tay nghề của hung thủ coi như không tệ. Lời nói của hắn không phải nói với ai đó, mà là một loại thói quen tự nói với mình. Một khối xương ngực chui, còn liền với hai cái xương sườn, mặt cắt đồng dạng chỉnh tề hắn lại nhặt lên một khối xương cốt nói ra. Loại này giải phẫu phân thay hẳn là không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, từ máu động trình độ đến xem, tử vong thời gian là hôm nay rạng sáng 5 giờ tả hữu. Lại nói, vì cái gì hung thủ đột nhiên đối với bốn con số này có chấp niệm như thế đâu? Bốn Catherine hơi có chút nghi hoặc nói: "Đúng vậy, tên này cơ hồ đem hết thảy có thể cắt đều cắt thành bốn miếng." Hắn vừa nói, vừa nhặt lên vài miếng thịt vụn, rất thành thạo ghép thành một cái lá phổi, sau đó đặt vào trong lồng ngực mở rộng của thi thể. Chấp sự Ba Đức nhĩ một mực trầm mặt không nói rốt cục lên tiếng, thanh âm không lớn, cũng nghe không ra tâm tình phản cảm, thế nhưng cái kia màu đỏ tươi bố cáo chính là rất quỷ dị toát ra cảm giác áp bách cực lớn tài quyết ti chấp sự đại đa số đều là khế ước giả, hơn nữa là đạt tới giai đoạn thứ hai, dù sao chỉ có có lực lượng cường đại người mới có thể đủ đảm nhiệm những kia tàn khốc mà nguy hiểm nhiệm vụ. Bất quá chát ló ngược lại là không có bởi vì loại này áp bách cảm giác mà bối rối, động tác trên tay cũng một chút không ngừng. Thật có lỗi, bây đơ tiên sinh. Ta biết như vậy đối với ngài phu nhân có chút không tôn kính, nhưng là hung thủ hẳn là cho chúng ta lưu lại chút manh mối tốc độ nói của hắn cực nhanh chỉ vào một đoạn ruột vừa vặn nói một vết thương rất nông thông suốt trên dưới hung thủ sau khi mổ ngực bụng ra không vội cắt nhỏ mà dùng dao rạch chút dấu vết trên nội tạng cứ như vậy vài câu công phu chát ló đã đem đầy đất cắt nhỏ nội tạng liều bảy tám quan trị an đứng ở đầu ngõ nhìn từ xa nhiều lần đều muốn nói lại thôi trong lòng hắn có một ý niệm rất không thoải mái một người bình thường coi như là một vị bác sĩ, cũng không có khả năng thuần thục đem nội tạng bị cắt nhỏ ghép lại với nhau như thế. Thám tử bình dân xuống thành phố này, chẳng lẽ là thường xuyên cắt nội tạng, quen tay hay việc? Được rồi. Hai phút sau, chát ló đã sắp xếp xong tất cả những thứ còn lại. Mà ở trong nội tạng vụn vặt không đồng đều kia, thật mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo vết đau. Yes. Tầm mắt của chấp sự ba đức nhĩ hiển nhiên là khác với người thường, dưới ánh đèn u ám như thế, cực kỳ nhanh chóng nhận ra dấu vết của khí quan chấp phá kia. Một từ dùng lưỡi dao sắc bén, ở giữa nội tạng vạch ra máu chảy đầm đìa. Yes. Chương 08. Chữ bằng máu nghiên cứu, 3. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hãy nhớ tên miền. Ngôi nhà vàng chương 8. Huyết tự nghiên cứu, 3, Vẽn vẹn dùng vài phút thời gian, liền tìm được trị an đội cả ngày đều không có phát hiện manh mối tuy rằng thuật nghiệp có chuyên công nhưng là vị này thám tử hiệu suất có phải hay không cũng quá nhanh điểm có lẽ vì cục trưởng sở cảnh sát London kia nói là thật người có thể giải quyết vụ án này trong vòng 24 giờ chỉ có hắn Catherine có chút không tình nguyện nghĩ nhưng ngoài miệng không nói mà là nghi vấn luận sự nói yes chắc ló đứng dậy bất quá có thể cảm giác được từ này đối với hung thủ mà nói có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc còn có một điểm chính là hắn dừng lại một chút chậm rãi đi đến một bên khác của thi thể đem khuôn mặt tiến về phía giữa hai chân thi thể nói thật tư thế này thoạt nhìn có chút dâm loạn cũng may ba đức nhĩ chấp sự lúc này đây không có lên tiếng quấy nhiễu tại sao tất cả các cơ quan nội tạng bị cắt nhưng tử cung vẫn còn nguyên vẹn có lẽ đây là thói quen của hung thủ catherine thản nhiên nói chắc ló không chút suy nghĩ liền phủ định cái này nói ra vì hung thủ này là cái liên hoàn giết người hắn tại hạ thành thời điểm liền hành hạ đến mười mấy nữ nhân như thế thành thạo đao công cũng không thấy nhiều mà trước đó sở hữu người chết nội tạng đều bị móc ra bao gồm tử cung chỉ bất quá lúc này đây hung thủ cố ý đem nó giữ lại nhưng đem còn lại nội tạng cắt thành bốn phần còn có chính là vị hung thủ này bình thường cũng sẽ không đem người chết quần áo lấy đi. Chật chật. Tại sao khi đối xử với người phụ nữ này, lại thay đổi thói quen? Văn, lầm lẫn, giả dối. Nhìn vẻ mặt hăng hái của hắn, Catherine nhanh chóng đưa ra nghi hoặc. Ngươi. Hình như rất quen thuộc với hung thủ này. Chắc ló đương nhiên nói. Ta chính là làm cái này, tất cả tại lệnh truy nã thượng tội phạm giết người ta đều nhiều ít hiểu rõ một ít nếu như dựa theo bình thường quá trình ta hẳn là tại bốn tháng sau liền bắt đầu bắt tay hắn án tử câu trả lời này tuy có thể nói thông suốt nhưng vẫn khiến tiểu thư catherine trì trệ hai giây được rồi vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào chát ló đút hai tay vào túi áo khoác kẻ giết người bám vào số bốn bảo quản tử cung một cách bất thường lấy đi quần áo lời bài hát Quật in the gút hắn bắt đầu chậm rãi di chuyển bước chân tại chỗ, vừa đi, vừa nhỏ giọng cằn nhằn. Cứ như vậy qua một lúc lâu. Hắn đột nhiên vươn tay ra, dùng sức xoa xoa vai cổ của mình. Bước tiếp theo lựa chọn tốt nhất là, để cho ta về nhà ngủ một giấc. Mọi người xung quanh đều sửng sốt trong chớp mắt. Ngay cả lão tế ti lớn tuổi vẫn ngáy nhẹ từ xa cũng hơi mở mắt. Trở về. Ngủ ngữ khí chấp sự ba đức nhĩ rốt cục có chút phập phòng. trong ấn tượng cố hữu của bình dân tài quyết ti chấp sự phổ biến đều là máy móc chấp pháp không có tình cảm thanh tẩy máu tanh và tra tấn tàn nhẫn là đại danh từ của bọn họ bọn họ cho phép có được hôn nhân tuy rằng đây đại khái là một loại phương thức để kéo dài huyết thống tốt đẹp của hắn nhưng cho dù như vậy chắc ló cũng không có khả năng coi thường thân phận người chết của vụ án mạng này bởi vì vị chấp sự đại nhân tên là ba đức nhĩ này không thể nghi ngờ là có tình cảm với thê tử phần tình cảm này là chiếm hữu tài sản riêng của mình hay là cái gì khác không quan trọng dù sao lão bà người ta đều bị cắt vụn ném đầy đất ngươi vào lúc này nói ngươi muốn về nhà ngủ ngon chú ý lời nói của ngươi đây là bất kính đối với giáo định giáo sĩ nhân viên vị quan trị an trẻ tuổi ở đầu hẻm gần như là trước tiên gầm nhẹ không có biện pháp đây chính là chức trách của hắn một cái trung thành giỏi về phẫn nộ, vội vàng muốn biểu hiện ra thành kính tín ngưỡng chó săn, hoặc là bia đỡ đạn. Nhưng mà không nhận được mệnh lệnh của cấp trên, hắn chỉ có thể ở đầu hẻm phẫn nộ, không dám bước vào hẻm nhỏ một bước. Chắc ló không nhanh không chậm hơi cuối người. Thật có lỗi, chấp sự đại nhân, ta cũng không có ý mạo phạm giáo đình cùng ngài, cùng với thê tử của ngài, thật sự là bởi vì ta đã không còn cần thiết ở lại nơi này. So với chấp sự đơ trầm mặt ít nói, catherine không thể nghi ngờ là người dễ dàng giao tiếp hơn bởi vì hiện trường ta đã xem xong lại ở lại nơi này cũng chỉ là lãng phí thời gian không bằng trở lại ta quen thuộc trong căn hộ để cho ta thoải mái một mình đợi một hồi như vậy có trợ giúp suy nghĩ của ta chắc ló dùng ngón trỏ điểm điểm đầu óc của mình chân mày catherine vẫn câu lại cô hiểu câu môi trường thoải mái có thể giúp suy nghĩ nhưng hiện trường anh xem hết rồi à Chát ló nói. Ta đối với hiện trường khảo sát năng lực coi như là không tệ, nơi này mỗi một cái chi tiết ta đều quan sát xong, ách. Liên tỷ như, ta hiện tại đại khái có thể suy đoán ra hung thủ thân cao khoảng 190, nam tính, có khôi ngô thân thể, gia cảnh ưu việt, tay phải đều là tay quen, tính dục tràn đầy, tuổi thơ tại Rochester thành trấn sinh hoạt, trải qua không ít không công bằng đãi ngộ hoặc là tra tấn, trả thù tâm lý nghiêm trọng, bình thường nghiêm khắc kiềm chế bản thân, nhưng là tự phụ, hưởng thụ dết chóc, thích ăn thịt bò sống, nhà ở rất lớn, có thể là một tòa trang viên, trong nhà treo rất nhiều chân dung họa. Trang hoàng tinh xảo, có chăn nuôi súc vật yêu thích, lòng không nhiều, thích mặt tạo hình thuần khiết quần áo bông, xương sườn phải có vết thương cũ lâu năm. Hắn càng nói càng nhanh, cho đến khi vị quan trị an kia đè nén tiếng gầm thấp đúng hạn tới. Bình dân Ngươi Ngươi không thể ở trước mặt nhân viên giáo sĩ nói hưu nói vượng. Không ai ngăn cản sự phẫn nộ của quan trị an, bởi vì bất luận là Catherine, hoặc là chấp sự Bader cùng với vị lão tế ti lớn tuổi kia, kỳ thật đều cảm thấy. Tên thám tử này là đang bức bách mù quán đi. Nếu như nói, có thể thông qua lưỡi dao, thủ pháp phân thay, góc độ máu văng khắp nơi, để phân biệt tướng mạo đặc thù cùng tính cách của hung thủ, đây là có thể nói thông suốt nhưng ngay cả hung thủ thích ăn cái gì, ở cái gì, mặc cái gì, ngay cả vết thương cũ lâu năm cũng có thể đoán ra, điều này nghĩ thế nào cũng không đúng. Húng hồ ngươi vừa mới đứng ở chỗ này nửa giờ mà thôi. Chắc ló sớm biết như thế cười cười, hắn đương nhiên là lười giải thích những thứ này, nhưng là xem tình huống, nếu như không giải thích rõ ràng, hắn hôm nay là đừng nghĩ rời đi nơi này. Chương 09 Chữ bằng máu nghiên cứu, 4 bạn đang nghe tại truyện.audio chấm Hãy nhớ tên miền. Ngôi nhà vàng đại ác ma xe lóc hôm chương 9 Huyết tự nghiên cứu, 4, kỳ thật phỏng đoán ra những thứ này rất đơn giản, hắn lần nữa đi tới bên cạnh thi thể, cũng túng lấy một cánh tay của nữ thi. Nhìn xem, toàn bộ cánh tay cứng như là cây gậy gỗ, hơn nửa hướng bên ngoài hơi cong cong, đây cũng không phải là thi thể cứng nhắc, mà là biểu hiện gần dưới nách bị cắt đứt như vậy có thể làm cho cánh tay của thi thể hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động. Nói xong, hắn còn như không có việc gì chỉ chỉ thi thể hai chân. Chi dưới cũng dùng đồng dạng thủ pháp chặt đứt bên trong cơ quần, kể từ đó, người chết liền hoàn toàn ngồi phịch trên mặt đất, tùy ý hung thủ thông thả giải phẫu, cũng không cách nào giải dụa, thậm chí không cách nào phát ra kêu thảm thiết, bởi vì hung thủ dùng móc câu thông qua cổ họng phá hư người chết dây thanh quản cùng thanh môn ngữ khí của hắn giống như tán gẫu việc nhà nhưng giữa những hàng chữ đều có thể biểu đạt ra một loại tuyệt vọng cùng thống khổ cực hạn mà loại thủ pháp này là một loại phương pháp ăn thịt bò lưu truyền thật lâu ở thành trấn rochester cách ăn thịt bò catherine lại nhìn không được nghi hoặc hỏi đúng vậy người của bọn họ vì bảo đảm thịt tươi mới chính là xử lý trâu sống như vậy một bên cắt thịt một bên dùng nước hoa cầm máu trong quá trình thân thể trâu còn không ngừng co rút, rất thú vị, nhưng hơn 20 năm trước, bị nghị viên địa phương lấy danh nghĩa ngược đãi động vật thủ tiêu, thật sự là xen vào việc của người khác. Bất quá nếu như ngươi muốn nếm thử một chút, ta có thể giới thiệu cho ngươi mấy cái nhà hàng nằm không tồi, chính là có chút đắt tiền. Tập trung vào vụ án của anh. Chát ló tiếp tục nói. Tóm lại hung thủ thành thạo như thế tay nghề, khẳng định không phải một ngày hai liền luyện ra, cánh tay tùng hạ mấy căn động mạch nếu như đụng phá, người bị hại rất nhanh sẽ mất máu mà chết. Hung thủ đối với cái này có cực độ kiên nhẫn kinh nghiệm, phỏng chừng còn lấy đây làm niềm vui, bất quá mấy nhà hàng nằm ở Luân Đôn cũng không thể cung cấp loại hoàn cảnh huấn luyện này. Hung thủ hẳn là có con đường của mình, hoặc là dứt khoát chính mình chăn nuôi súc vật cỡ lớn, ta nghiêng về cái sau. Bởi vì càng thêm bí mật chút. Nước ép của hoa cúc có thể cầm máu rất tốt, nhưng tiếp xúc lâu dài, sẽ làm cho da ngứa ngáy và rụng lông, áo sơ mi bông sát người có thể giảm bớt cơn ngứa này một cách hiệu quả. Còn có người chết miệng, vừa rồi ta nói, hung thủ phá hư nó thanh môn, bởi vì miệng nơi đó có một đạo rất rõ ràng xé rách dấu vết, các ngươi hẳn là biết, phá hư thanh môn lúc, móc câu cần ép xuống một chút, đúng không, không tách ra miệng rất khó đạt tới cái kia góc độ. Không có người đáp lại hắn, có thể là không có đuổi kịp tốc độ nói, hoặc là ai mà biết được chuyện này chứ? Chắc ló cũng không quản, tốc độ nói nhưng lại nhanh hơn chút ít. Tóm lại, tại giải phẫu trong quá trình, người chết bởi vì thống khổ cùng miệng xé rách, khuôn mặt trở nên vô cùng vặn vẹo, nhưng là hung thủ nhưng tại sau đó, không ngại phiền toái một chút đem mặt cơ bắp sửa sang lại bình thường bộ dáng. Tôi nói, lúc đó đại khái là 5-6 giờ sáng, khoảng thời gian này hung thủ vẫn kiên trì làm xong chuyện này. Đoán chừng là hắn đối với khuôn mặt của nữ nhân xinh đẹp có chấp niệm nào đó, tương tự như loại nữ nhân khó coi không xứng bị tôi giết chết, thậm chí không tiếc lưu lại nhân chứng tận mắt. Người như vậy, gia cảnh ưu việt hơn một chút, vậy hoặc là thường xuyên mời nữ nhân xinh đẹp đến nhà vui vẻ, đây là phương án giải quyết thô tục một chút, cao nhã một chút chính là thu thập một ít chân dung nữ nhân xinh đẹp vẽ, ta thậm chí cảm thấy, chính hắn có thể cũng rất am hiểu hội họa, dù sao có thể thỏa mãn loài sở thích này còn có thể lấy lên mặt bàn hai loại phương pháp này thường thấy nhất nhưng những lời ngươi nói hoàn toàn không có chứng cứ chỉ là ý nghĩ tình nguyện mà thôi catherine tựa hồ muốn phản bác đối phương chát ló cười cười đây chỉ là hiện giai đoạn hợp lý nhất phỏng đoán mà thôi các ngươi không ngại hướng về phương hướng này dùng sức ta nghĩ các ngươi cũng không phải cái loại kia nhất định phải chứng cứ xác thực mới động thủ bắt người gia họa a à. à đúng rồi xương sườn bên phải của hung thủ có vết thương, điểm này tôi có thể khẳng định, bởi vì vết cắt xương ngực của thi thể có dấu vết rõ ràng, cánh tay hắn khi làm động tác tinh tế sẽ có chút trung rẩy, cơ bắp dính liền. Chắc ló khoa tay múa chân một động tác cầm dao cắt đồ vật. Đoạn giải thích này kỳ thật bao hàm đại lượng nội dung, nhưng thời gian nói ra lại thập phần ngắn, cũng chỉ chừng một phút. Chắc ló liền dùng một loại ngữ điệu rõ ràng, lại nhanh hơn gấp ba lần, không hề để ý đến cảm thụ của người khác tất cả đều thổ lộ hết thật giống như là hắn cũng không hy vọng mọi người có thể đuổi kịp suy nghĩ của hắn hơn nữa lâm vào cảm thán chỉ là đem loại năng lực suy luận phân tích này coi như một loại đồ vật rất thưa thất bình thường cũng đúng thám tử mà có một ít năng lực suy luận là hợp tình hợp lý chỉ là đứng ở hiện trường vụ án một lát liền đem tất cả tin tức có thể phỏng đoán thu hết vào đáy mắt mà thôi chút bản lĩnh này căn bản không đáng khoe khoang cùng khen ngợi nhưng đám đông xung quanh dường như không nghĩ như vậy. Cũng tỉ như Catherine, biểu tình của nàng từ ngay từ đầu lạnh nhạt cao lãnh, một chút chuyển đổi thành trầm tư, cuối cùng lại trở nên thập phần đặc sắc. Mà ba đức nhĩ chấp sự một mực trầm mặt mà đứng, biểu tình cũng đang nhíu mày cùng giãn ra qua lại biến hóa. Nói thật, điểm này đều có chút ngoài dự liệu của chát ló. Bởi vì dựa theo ấn tượng cố hữu của hắn đối với đám người tại quyết tư kia, còn tưởng rằng bọn họ là loại nhân sĩ huyết tinh thực chiến chỉ cần biết tên hung thủ là có thể trực tiếp thực thi tàn khốc truy sát, không nghĩ tới, lại cẩn thận nghe suy luận của mình. Thậm chí ở cuối cùng, còn hơi hơi gật đầu, điều này nói rõ hắn đuổi kịp suy nghĩ của mình, hơn nữa sau khi tiêu hóa lượng lớn tin tức, đưa ra thái độ khẳng định. Ngược lại là hẻm nhỏ bên ngoài vị kia bọc ở hơi nước thiết giáp bên trong trẻ tuổi trị an quan, vẻ mặt mờ mịt, chỉ là biết há to miệng từ hiện trường đến xem hẳn là cũng chỉ có thể suy đoán đến loại trình độ này cho nên ta mới nói nơi này đã không cần ta cha lóc rốt cục là đem đề tài trở lại nơi ban đầu địa phương như vậy ta đem một ít chưa giải quyết nghi vấn mang về nhà chậm rãi suy nghĩ mới là giờ phút này có trợ giúp nhất vụ án hành vi catherine do dự một lát ánh mắt trao đổi qua lại mấy lần giữa thi thể trên mặt đất và chát ló cuối cùng rơi vào trên mặt chấp sự bay đờ cứ như vậy dừng lại vài giây tự hồ là đang đọc tâm tư của người mất vợ này. Lại qua một lúc, nàng chậm rãi mở miệng nói. Hãy nhớ rằng bạn có ít hơn 20 giờ và nếu bạn thành công, bạn sẽ nhận được lời cảm ơn tự nhiên từ giáo hội, nhưng nếu bạn thất bại, thì bạn cũng sẽ nhận được hình phạt xứng đáng. Chắc ló ngữ khí kỳ thật không có quá nhiều nghi hoặc. Thứ lỗi ta nói thẳng, chư vị cho ra như thế hạ khắc phá án điều kiện, kỳ thật tìm không thấy hung thủ mới là hợp tình hợp lý sự tình a. À vì cái gì còn có thể có trừng phạt? Áp lực sẽ khiến người ta càng tập trung vào công việc. Catherine thản nhiên nói một câu như vậy. Điều này nói rõ nàng biết những yêu cầu này là không hợp lý, nhưng là nàng không quan tâm, đối với một bình dân tiến hành trừng phạt không cần bất kỳ lý do gì, kỳ thật chắc ló cảm thấy, nếu như vào giờ này khắc này cho mình một đau, có thể làm cho vị hung thủ kia các hạ hiện thân, như vậy người nơi này sẽ không chút do dự trực tiếp đem loạn đau của mình chặt chết nhưng mà như thế không giảng đạo lý thậm chí tiếp cận với hành vi coi mạng người như cỏ rác ở trong mắt mọi người lại hợp tình hợp lý như vậy bởi vì đây là một sự chênh lệch về cấu trúc xã hội đến nỗi hoàn toàn vượt qua các nhân tố khác như luân lý đạo đức không ai sẽ đi nghi ngờ giáo hội nhân viên giáo sĩ vì cái gì muốn loạn đau chặt chết một người vô tội thật giống như đi đường lúc giẫm gãy một cây cỏ dại không ai sẽ đi để ý cây cỏ dại kia có hay không bị phán tử hình đương nhiên Chắc ló khẳng định lười đi bình phán loại này xã hội tầng thứ thượng ưu khuyết, hắn chỉ là một gã bình thường thám tử, cho nên hắn lễ phép cười. Vậy, có thể thỉnh cầu dùng một chiếc xe ngựa đưa ta về nhà không, xuống nội thành, phố Bê Cơ? Còn rất xa. Chương 10 Con sò khắc đường phố Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng đại ác quỷ xe lóc hôm chương 10 phố Baker việc đi lại giữa khu vực thượng lưu và khu vực hạ lưu đòi hỏi phải đi qua một cây cầu bắc qua sông thêm với các cổng bánh răng nặng ở hai bên và hầu như không mở ra một cách ngẫu nhiên sau giờ giới nghiêm vào ban đêm. Đương nhiên, thứ trật tự được viết rõ trong luật trị an Luân Đôn này vĩnh viễn sẽ không ràng buộc với giáo đình. Nghe tiếng bánh răng máy móc chuyển động ầm vang ngoài cửa sổ xe, chát ló chậm rãi đưa tầm mắt hướng về trong bóng đêm, trên dây thép bên cầu treo bức họa nai tin thật lớn, tương truyền, Cô gái du lịch đế quốc, thiên sứ này sau một tháng sẽ đến Luân Đôn, cũng không biết lần này sẽ mang đến cho bao nhiêu người chữa khỏi và chúc phúc. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ hiện ra trên vải vẽ tranh, chát ló không giống như tất cả công dân đế quốc, biểu hiện ra si mê và hướng tới cái đẹp của nhân loại, chỉ trầm mặt ngồi, trên bầu trời Luân Đôn hiếm khi xuất hiện mấy ngôi sao, điều này đại biểu cho không trung xa xôi, mấy ngôi sao khổng lồ đang tái sinh, hoặc là hủy diệt. Nhưng là hắn rất rõ ràng, nếu như cái này thối nát thế giới còn có một ít đáng giá kính nể người vậy vị thiếu nữ này nhất định là một trong số đó đi nửa giờ sau lại xuyên qua mấy con đường nhỏ bị nắp giếng phun ra hơi nước bao phủ xe ngựa rốt cục đi tới phố bê cơ đây là một con đường rất tầm thường so với những con đường chính trong nội thành nơi này thật sự xem như sạch sẽ ít nhất ngoại trừ một mực không người dọn dẹp thùng rác vĩnh viễn cũng không có người tu sửa khí than đèn đường cùng với khắp nơi trộm đồ lang thang cô nhi ở ngoài, nơi này cơ hồ sẽ không tắt nghẽn, cũng không có trò rỉ khí đường ống hí vang. Thậm chí những tên sát nhân kia cũng sẽ không vứt xác ở chỗ này. Có thể cảm thấy rất giá. Đương nhiên, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một ít bị ác ma cắn nát bét thi thể xuất hiện ở bên đường, đây là chuyện không có biện pháp, cấp thấp loại ác ma phổ biến không có cái gì trí tuệ, đụng tới sẽ động đồ vật, liền theo bản năng muốn đi gặm hai cái sau đó thử có thể hay không nuốt xuống. Dù sao đối với chát ló mà nói, nơi này xem như là chỗ ở thanh tịnh hiếm có. Đi vào tòa nhà 314, mùi mốc meo phả vào mặt. Tòa nhà này hiển nhiên đã thập phần cũ kỹ, dọc theo bậc thang đi lên, tấm ván gỗ dưới chân phát ra tiếng rên rỉ khó có thể thừa nhận. Mà lầu 2, chính là nhà của hắn. Đi lên cũng đẩy cửa phòng ra, chát ló đưa tay vặn vẹo một cái nút bấm trên tường khí than từ trong tường đường ống bay vào trong một cái lồng thủy tinh, ánh đèn từ từ sáng lên, ánh sáng mờ nhạt xuyên thấu qua trên chụp đèn phai màu chạm trổ hoa văn, cũng không có vị căn phòng nhỏ này mang đến bao nhiêu ấm áp, ngược lại là chiếu rọi ra một tia hỗn độn cùng cô độc. Đập vào mắt chính là một phòng khách, không lớn, không cần liếc mắt liền có thể nhìn một cái không sót gì, sofa tùy ý bày biện, nhìn không ra thảm nguyên bản màu sắc, ngăn tủ gỗ không có trải qua mài, cửa sổ rất nhỏ đối diện kiến trúc loan lỗ tường gạch màu đỏ. Một căn hộ giá rẻ tiêu chuẩn. Mà ngoài ra, chính là sách đầy phòng. Một vị khế ước giả tôi tớ hồi ức thăm nguyên sinh vật đồ giám đại toàn cao dài khế ước giả năng lực phỏng đoán cùng với rất nhiều bình dân hợp lực đánh lui, thậm chí đánh chết ác ma các báo. Những sách này liền tán loạn chất đóng ở phòng các góc, cơ hồ mỗi một quyển đều rách nát, hiển nhiên là bị lật xem vô số lần. Giống như là lúc trước nói, chắc ló là một người bình thường, hắn không phải một cái thành kính tín đồ, tự nhiên cũng không có tham gia qua giáo đình khế ước giả sắc phong nghi thức, bất quá hắn cũng không như vậy hướng tới, liền bình thường lật xem sách, nhìn xem có liên quan tới vực sâu ác ma báo cáo vắng tắt, vừa vặn còn có thể tiêu khiển một chút chính mình cái kia khỏa không có việc gì đâu. Hô! Đem mũ áo treo lên, đi tới một trường trước sofa ngồi xuống, hắn thoải mái phát ra một tiếng trên rỉ. Sofa cũng rất cũ, màu đỏ sơn da đã tất cả đều là vết nứt, ở giữa vách ngăn sụp đổ đi xuống một khối, vừa vặn có thể để cho phía trên người nửa nằm ở trong đó, cái tư thế này chắc ló rất thích. Hôm nay hắn mệt muốn chết rồi. Đầu tiên là đi bắt một tên tội phạm giết người, lại tiếp xúc với giáo đình giáo sĩ nhân viên, đi một chuyến lên nội thành, thuận tiện còn đắc tội một vị nữ tu các hạ. À, vừa nhắc tới nữ tu sĩ thẩm phán tên Catherine kia, chắc ló đánh giá là còn rất thú vị bởi vì trải qua một ít quan sát không để tâm có thể biết được cô dĩ nhiên là một người khống chế đồ ngọt thích lười giường còn không thích gấp chăn độc thân sống một mình say rượu buổi tối lúc ngủ phải ôm cái gối lớn đoán chừng là một cái lỗ tai dài lông nhung đại thỏ các loại chật chật hình tượng cao lãnh trước mặt người khác có chút không giống nhau bất quá cũng không sao cả đầu năm nay ai còn không có điểm tương phản đây ngay cả những cảnh sát trường học cũ như Lestra, những người thích mặc quần lót chữ T sau lưng, cha lót không bao giờ cảm thấy có gì sai, vì vậy anh ta không bao giờ chọc thủng nó. Lại nói về vị chấp sự ba Đức Nhĩ đã chết kia đi. Đối với hắn, chát ló vẫn tương đối để ý dù sao cũng là người có quan hệ mật thiết với người chết, hơn nữa còn lệ thuộc vào cơ cấu bạo lực nắm trong tay của giáo đình đối với nội bộ đế quốc, hắn nên được chú ý nhiều hơn một chút. Nhưng mà làm chắc ló kinh ngạc chính là, chính mình dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào ở trên người người này thu được một chút xíu tin tức. Bất luận là tính cách, làm việc và nghỉ ngơi, sở thích ăn uống, trạng thái thân thể, thói quen, tất cả đều là một tờ giấy trắng. Nếu như không phải người này đối với cái chết của thê tử còn có một chút xíu phản ứng như vậy, chắc ló thậm chí hoài nghi, hắn thật sự giống như lời đồn đãi là một cỗ máy không có tình cảm. Cứ như vậy tùy ý suy nghĩ lung tung một hồi, lại đem tầm mắt hướng về phía đồng hồ trên tường. Giờ đã là 2 giờ sáng, chát ló cần nghỉ ngơi. Lúc này ngoài cửa sổ không có bất kỳ ánh sáng, bóng đêm đem toàn bộ nhà trọ bao vây lại, cũng không có rao bán cùng dòng xe cộ, chỉ có xa xa tiếng chung trước sau như một quanh quẩn, hắn liền nhắm mắt lại. Chuẩn bị ngủ ngay trên sofa. Mà sau khi tiến vào ngủ say, thuần tiện còn có thể suy nghĩ một chút về mấy câu đố liên quan đến án mạng kia. Đúng vậy, lý luận. Phải sau khi ngủ. Vì thế, hắn thả lỏng thân thể, đem tất cả mỏi mệt tất cả đều rót vào dưới thân cũ kỹ sofa bên trong. Ít hơn 10 phút. Tiếng ngáy nhẹ vang lên. Nhịp điệu nhẹ nhàng kéo dài, giống như tiếng chuông và lời cầu nguyện trong nhà thơ. Cùng lúc đó, ở một mảnh màu trắng trong thế giới, chát ló chậm rãi mở mắt. Hắn vặn vẹo cổ một cái, sau đó đứng lên không có kinh ngạc với hoàn cảnh quỷ dị xung quanh chỉ là nhìn quen lắm rồi ngáp một cái